Ngày 19 tháng 7, nguồn tin từ đường dây nóng của Bộ Y tế cho biết đang chờ Sở Y tế Bình Thuận xác minh làm rõ báo cáo về việc lái xe cứu thương của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đã bỏ bệnh nhân xuống xe để đưa xe đi đăng kiểm, trong khi đang chuyển bệnh nhân này vào Thành phố Hồ Chí Minh để cấp cứu. Theo một nguồn tin cho biết, ngày 16 tháng 7, bệnh nhân C được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu do chấn thương nặng trên xe cứu thương do lái xe Đặng Khánh Hòa điều khiển. Khi lưu thông đến thành phố Long Khánh, gần trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai, tài xế cho biết dừng lại để đăng kiểm vì xe đã hết hạn. Để đưa xe vào dây chuyền đăng kiểm, tài xế đã khiêng băng ca của bệnh nhân xuống đất. Ngoài phản ứng của người nhà bệnh nhân, các đăng kiểm viên thấy tình cảnh trớ trêu này cũng từ chối đăng kiểm vì cho rằng việc đưa bệnh nhân đi cấp cứu là trên hết, không thể để băng ca bệnh nhân dưới đất ảnh hưởng đến tính mạng. Tuy nhiên, người lái xe cứu thương vẫn kiên quyết cho rằng tình trạng của bệnh nhân không nguy kịch, trong khi phương tiện đã hết hạn kiểm định, có thể bị cảnh sát giao thông xử phạt. Trước tình hình không thể thuyết phục được tài xế, trung tâm buộc phải ưu tiên cho xe cứu thương vào giữa dây chuyền đăng kiểm mà không phải xếp hàng, với thời gian nhanh nhất có thể nhưng cũng mất hơn nửa tiếng. Thế nhưng trong khi các đăng kiểm viên sắp hoàn tất thì bất ngờ lái xe cứu thương nhận được điện thoại và cho biết có ai đó đã gọi đến đường dây nóng Bộ Y tế phản hồi rồi khiêng bệnh nhân lên xe trực chỉ Thành phố Hồ Chí Minh. Người lái xe đã bỏ cả tem vào hồ sơ kiểm định lại đến nay vẫn chưa nhận, đại diện trung tâm kiểm soát cho biết. Bà Ngô Lương Lam Kiều, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cũng đã có báo cáo nhanh với Sở Y tế Bình Thuận. Theo đó cho biết sự việc trên là có thật. Hiện lãnh đạo bệnh viện đã chỉ đạo các cá nhân liên quan tường trình sự việc, đồng thời đang tiến hành xác minh và kiểm tra. Bệnh viện sẽ nghiêm khắc xử lý và có báo cáo cụ thể với phòng nghiệp vụ Sở Y tế để trả lời cho đường dây nóng Bộ Y tế theo đúng quy định. Mới đây, Sina cùng nhiều trang tin khác của Trung Quốc đưa tin về vụ việc xảy ra tại Bệnh viện Văn Thủy, tỉnh Sơn Tây. Trong đó, các y bác sĩ bị chỉ trích vì thiếu trách nhiệm trong công tác chạy chữa cho bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Vụ việc khiến dư luận không khỏi phẫn nộ. Vào khoảng 9 giờ tối ngày 14 tháng 7 vừa qua, người đàn ông họ Vũ đưa bà đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe sau khi người này bị nôn mửa không ngừng. Sau đó, bà được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt của khoa tim mạch để điều trị. Kết quả xét nghiệm máu cho biết bệnh nhân đang trong tình trạng nguy hiểm tính mạng, khiến gia đình anh Vũ càng thêm lo lắng. Tiếp đến, bà của Vũ được đưa đi chụp CT. Trong thời gian bệnh nhân lớn tuổi xếp hàng chờ đến lượt, các bác sĩ và y tá đồng loạt đi ra ngoài để chụp ảnh tập thể. Trong lúc đó, tình hình đột ngột chuyển biến xấu khi bệnh nhân bắt đầu có biểu hiện khó chịu, không thoải mái. Vũ lập tức đi gọi bác sĩ nhưng tất cả đều tỏ thái độ dửng dưng và yêu cầu anh chờ. Đến lần thứ 3 bị réo gọi, bác sĩ mất bình tĩnh và lớn tiếng nói lại với người nhà bệnh nhân rằng: "Bộ anh không thể chờ đến khi chúng tôi chụp xong à?" Lần thứ 4, khi bệnh nhân đang rất nguy kịch, y tá chạy đến báo bác sĩ phụ trách thì nhận được một cái nhếch mép mỉa mai của một nữ bác sĩ bên cạnh. Người này còn cho rằng Vũ và người nhà thiếu kiên nhẫn, bảo người kế bên chụp thêm một kiểu ảnh nữa rồi hãy đi. Bất chấp nỗ lực cứu chữa, bà của Vũ không thể qua khỏi và chút hơi thở cuối cùng vào khoảng 0 giờ 36 ngày 15 tháng 7. Gia đình Vũ lúc này vô cùng tức giận, cho rằng cái chết của cụ bà là do sự thiếu trách nhiệm của y bác sĩ. Tổng cộng họ đã cầu cứu 4 lần trong suốt 20 phút nhưng chẳng ai đoái hoài, khiến bệnh nhân phải trả giá bằng cả tính mạng. Tuy nhiên, nhân viên bệnh viện lại phủ nhận trách nhiệm. Hiện tại, giám đốc khoa tim mạch đã bị đình chỉ công tác. Cảnh sát đang nỗ lực điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của bệnh nhân. Sáng ngày 23 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương xác nhận trên tuyến quốc lộ 5, đoạn qua địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, khiến ít nhất từ 5 đến 6 người chết. Được biết, một số người đứng xem vụ tai nạn trước đó thì bị xe tải mất lái lao vào tông tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ ngày 23 tháng 7, ông Đào Quang Huấn, một người dân trú tại xã Cộng Hòa đang đi tập thể dục trên quốc lộ 5 thì bị một xe khách 16 chỗ tông tử vong. Sau vụ tai nạn, nhiều người thân nạn nhân, người dân xung quanh và cả công nhân đi làm qua cũng đứng lại theo dõi hiện trường. Đúng lúc này, xe tải tránh một phương tiện khác trên đường đã bất ngờ mất lái, lao vào vị trí nhiều người dân, công nhân đang dừng xe máy để đứng theo dõi vụ tai nạn trước đó. Vụ tai nạn xảy đến quá bất ngờ khiến nhiều người không kịp phản ứng. Chiếc xe tải lật đè lên nhiều người và phương tiện. Cơ quan chức năng xác định có ít nhất 5 người chết tại hiện trường tai nạn. Tại đây, chiếc xe tải nằm lật nghiêng giữa dải phân cách hai làn đường. Vụ việc khiến cả hai chiều đường trên tuyến quốc lộ 5 bị ách tắc nghiêm trọng. Ông Nguyễn Văn Khánh, trạm trưởng trạm Ba Hàng, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hải Dương cho biết, bước đầu xác định có 5 người thiệt mạng trong vụ tai nạn khi xe tải lật đè lên. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tập trung điều phối giao thông ở khu vực này.